Các bạn mình là Phước Béo và hôm nay mình đang tính chơi cái game có tên là Gender Simulator. Một bạn đã họ kêu mình hãy chơi game này đi và game này sẽ không làm mình thất vọng đâu. Và mình vô cái trang web chính của game thì wow, có rất là nhiều thông tin cần phải đọc luôn. Và game này phát triển từ 2014 đến 2022 tới giờ. Và nó mới chỉ là bản demo, bản chơi thử thôi. Có nghĩa là nó đã phát triển hơn 8 năm rồi và nó chỉ mới là demo. Cái game này nói thật ra là cách đây và cũng 2015 hay sao á, mình có chơi một cái game như thế này luôn, Gender Simulator. Nhưng mà nó cũ kỳ lắm, nó cũ mà mình nghĩ chắc cũng là game đó luôn. Mình chỉ nhớ mình không tốt cho lắm nhưng mình nghĩ chắc là cái game đó luôn. Nhưng mà game đó cũ lắm rồi. Và bây giờ chắc giờ nó đã phát triển như thế này đây. Ok, nó rất là nhiều thông tin để cần đọc. Và cái hình ảnh này khá là ok. Vẻ như em ấy rất là thích đồ sát nha. Ok, em Gender Simulator. Đừng để senpai nhận thấy bạn. Ok, mình nghĩ mình phải che hai cái thứ đó. Bởi vì YouTube nó không thích điều này. YouTube mà thấy điều này là đánh giá game là 18 cộng các kiểu ha. Mình phải che hai cái bánh bao. Yeah, Gender Simulator là một dạng game lén lút về việc yêu một cậu nhóc rồi ok. Và giết... phải giết nữa hả? Mình không biết là game này sẽ làm cho mình thất vọng hay là không thất vọng đây. Để coi mình chơi thử như thế nào. Rồi mình cũng phải đọc qua sơ sơ, nói chung phải đọc sơ sơ cốt truyện thì mình mới hiểu được cái vấn đề là mình phải làm gì. Vào thẳng vấn đề, vào thẳng game luôn và không cần đọc, đúng rồi. Mình muốn có một cái trải nghiệm tốt nên là mình không phải đọc, không nên đọc, đúng. Không nên đọc mà vào thẳng game luôn. Bây giờ download ở đâu đây? Download lâu chơi đi. Ok, mình nghĩ là đang download và nãy giờ mới có 1%. Wow. Ok, nếu mà nó thể hiện như thế thì mình nghĩ chắc game này khá thú vị đấy. Nên cứ cho nó một cơ hội xem. Hôm nay mình cũng rảnh rỗi nên mình chắc mình chơi tầm 2-3 tiếng và cố gắng edit làm sao mà cho các bạn cảm thấy một cách thú vị nhất nha. Bây giờ nó download. Wow, download chỗ này chắc lâu lắm đây. Ok, trong lúc download thì mình lướt web. Ý là lướt web về cái game này luôn. Ok, giờ mình biết là thanh niên này là senpai, thanh niên đẹp trai đẹp mã này nè, thanh niên nhìn như là một thằng nhân vật chính. Senpai rồi các kiểu senpai chan, senpai kun. Ok, Taro Yamada. Ok, anh nhớ tên chú rồi nhé. Nó là một, nếu là phụ nữ thì sẽ là Takeno Yamada. What? Em ấy có thể là nhân vật chính có thể nam hoặc nữ à? Ok. Ok, vậy đây là toàn bộ nhân vật nha. Holy shit sao mà đây có... Nhìn bà này giống như trang bà cô giáo. Ok, mình nghĩ chắc bà này là bà cô giáo. Và đây là chị y tá mà mình luôn muốn bệnh xuống và bệnh. Ok, thầy cô cũng vãi thế nha. Cái anh cảnh sát lịch thiệp nha. Này chắc là nhìn giống thám tử á. The journalist, đúng rồi, thám tử thật. Nhìn này nhìn giống mẹ mình nè. Này chắc giờ kiểu thầy hiệu trưởng nha. Ở đâu ông này mới gọi thầy hiệu trưởng nè. Mình đang đoán rồi nha các bạn, mình không có đọc, mình đoán thôi. Còn con này không quay mặt và nó đang cầm smartphone và nó tên là InfoChan. Nên mình nghĩ chắc cái con này dạng là kiểu người hacker hay là những người tìm kiếm thông tin các kiểu. Ok, cái này chắc cũng là cô giáo thể dục rồi, cũng là cô giáo. Này chị y tá, không có cả công an nè. Ông này, mình nghĩ ông này là hậu cần của ông già này, mình nghĩ vậy thôi. Jandere Kun. Really? Đây là phiên bản nam của mình hả? Cái wow, nhìn như vậy kìa. Vợ ông nào? Nó ghi mỗi chữ vợ hay không biết vợ là ông nào. Cái rất là nhiều nhân vật luôn. Một con này nhìn ngầu quá. Nên này nhìn giống Nemesis. Con này. Mình nhìn con này là nhìn nghĩ đến cái kiểu mà kiểu là gián điệp mà vô gì kiểu như Hitman á. Bạn nào chơi game Hitman thì
con nhỏ nó cũng tương tự như thế đó. Cái gì có cả ma nữa hả? Really? Yakuza, có cả băng đảng xã hội đen nữa hả? Sao mình nhiều thứ thế? Science Club là khoa học nè. À, khoa học hả? Bully là kẻ bắt nạt. The Linguin là cũng là kẻ bắt nạt nhưng mà nam. The Student, hội học sinh nè. Ok. Midori, wow, nhiều nhân vật vậy. Holy shit, sao mà lắm nhân vật thế? À đây, không biết nhưng mà nhìn giống máy tay ăn chơi. Còn đây chắc là mình nghĩ là công an luôn, kiểu công an. Con này chắc cũng là kiểu như nhà báo các kiểu ha. Cái con này nhìn giống trong hội kịch với hội hoa văn các kiểu, cái kiểu như là mấy cái hội mà văn hóa mình có thể chọn nam ơi, có thể download. Download cái gì không biết. À, rival là những người mình cần xử lý hả? Ok, quá con nhỏ này nhìn vậy mà cũng cần phải xử lý hả? Nhìn nó khu khơ vãi đạn, nhìn nó kiểu như người rụt rè các kiểu ấy mà cũng. À đây, Yamada, Hanako Yamada. Takeo Yamada. Ồ, em gái thằng đó hả? Em gái thằng đó mà cũng phải xử lý hả? Mấy game phải thế. Ok, mình đọc sơ sơ chứ mình không đọc kỹ. À, mình muốn đọc kỹ lắm nhưng mà thời gian thì không có đâu. Rồi mình không biết mình phải đào sâu game này trong vòng 3 tiếng như thế nào đây. Thôi cứ đợi, cứ xem và yeah. Mình nghĩ chắc mình chỉ chơi một lần thôi, bởi vì game này có vẻ như rất là dài luôn, bởi vì nó đã phát triển từ năm 2014 tới bây giờ rồi mà. Nó phát triển từ 2014 cho tới tới bây giờ thì có nghĩa là rất là lâu rồi, nên là game này chắc chắn sẽ có cốt truyện nè. Chắc chắn rồi sẽ có thế này thế kia rồi. Nói chung là mình chơi 10 tiếng chắc mình chả hết đâu, nên mình chỉ chơi sơ 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 thôi nha. Còn nếu mà video này hay, nhiều lượt xem và nhiều người ủng hộ thì mình sẽ chơi tiếp mà mình sẽ đào sâu vô thêm. Còn nếu mà ít quá là thôi, mình chỉ chơi sơ sơ, biết sơ sơ vậy thôi nha nha. À, các bạn hiểu vấn đề gì, cái bạn mà chưa yêu cầu mình chơi game này hiểu vấn đề rồi gì. À, rồi ok, game đã tải xong và đây là màn hình của game. Ok, mình đã chỉnh xong xuôi hết rồi cho nên là cứ vô game thôi. Rồi thế nào đây, chào mừng đến Yandere Simulator. Đây là cái bản chơi thử 11 số model animation thì được dùng. Một số chi tiết nhỏ thì vẫn đang thiếu và chưa xong. Cái người làm game này thì không ủng hộ cho việc bạo lực học đường. Ok, những người nào dưới 18 tuổi, chỉ được dành cho những người trên 18 tuổi này. Ai 18 tuổi xuống dưới nha, mình không cho những người dưới 18 tuổi coi cái này nha. Ok nhá, các bạn phát ngay nhá nhá. Ok, bây giờ game này nó có những cái hành động, nói chung là những cái bạo lực học đường và nó không phù hợp cho trẻ em, thì game này vậy thôi. Ê, nói chung là vậy thôi. Vô thôi, vô thôi. Yandere Simulator is supported by the following sponsors. Sponsor nhiều thế. Ok, nó lag vãi chưởng. Enter. Enter. Ok, enter thôi. Chơi. Từ từ, từ. Cái bản này bản cũ hả? Còn bản này bản mới hả? Chơi 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 trong vai Aizano Ashi vào năm 2022, thì cái chế độ này thì vẫn đang được phát triển và chỉ có một một đối thủ hả, một đối thủ cạnh tranh. Rồi còn đây là năm 1980, chơi Rio 3 IC Ayano IC. Vậy mình đoán con bà này hẳn là mẹ của con này, bởi vì cái họ nó IC nha, bởi vì cái họ là họ IC và bà này là năm 1980, con này 2022, cho nên là thì cái chế độ này đã hoàn thành và đủ 10 đối phương. Và mình thấy có con dao giấu sau lưng bả kìa, thấy không các bạn, thấy không, con dao giấu sau lưng bả. Mình không biết nữa, mình không biết cho chế độ nào đây. Chơi năm 1980 hay là chơi
Nói chung là mình không rõ game này lắm, mình chỉ nhớ ngày xưa mình đã từng chơi game này và mình nhớ có cái con đứng ngay bên trái này nè là con đầu tiên của game nên mình chơi thử nó. Rồi, ok, mình có rất là nhiều thử ở đây. New game đi. Yeah, mình đã chơi gì đâu mà. À, làm sao? À, rồi ok. Bạn là chị nam hay nữ hả? What? Mình nhấn lộn. Nó vừa nói cái gì vậy? Từ từ. Khoan đã, từ từ, nó vừa nói gì vậy? Mình không để ý. What? À đấy, rồi ok, mình có vẻ như là mình là con nhân vật chính đứng sau á, còn thằng này là thằng senpai mình yêu. Mình nghĩ là vậy. Mình đang ok, basic thôi. Nhân vật chính thì để nguyên cho nhân vật chính đi. Wow, ok, có dấu kìa. Anh ấy có dấu, đeo mắt kiến luôn. Oh, anh ngầu hả? Senpai lúc nào đeo mắt kiến ngầu blur. Quá đẹp trai luôn. Hình mẫu lý tưởng senpai của mình đấy. Senpai anh yêu của mình đấy các bạn. Quá đẹp trai luôn. Hình mẫu lý tưởng của mình đấy. Yeah, yeah, chấp nhận. Mình sẽ yêu anh ấy mọi thứ muốn. Oh, có nhiều loại trang phục à. À, ok. Senpai hả? Với cái bản mặt ngầu lòi thì mặc bộ gì cho ngầu nha? Bộ này hả? Ok, mình có thể đổi trang phục cho mình luôn. Oh, mình nhiều trang phục quá nha. Cute phết. Ok, mình không biết chọn bộ nào nên mình nhắm mắt lại và mình nhấn một tên qua nha. Rồi mình đếm từ 1 đến 10, mình sẽ nhấn nhanh. 1, 2, 3. Ok, bộ đó thôi, ok thôi. Bộ vàng thì bộ vàng thôi. Yeah, yeah, tôi đồng ý. Something is wrong. Oh, fuck. Oh, tự nhiên mình nổi da gà rồi bay. For as long as I can remember, I've always felt empty, incomplete. Ok, hiểu vấn đề này. Like part of me is missing. Yeah, mình hiểu. This hollow feeling has dominated my life. I've never been able to feel anything else. Có nghĩa là con nhỏ này vô cảm xúc. My world has always been cold. Bởi vì nó không có tình yêu. Dark. Silent. Mặt lúc nào cũng chầm hầm kiểu vậy. My mother was exactly like me when she was a child. À, vậy đúng, mình đoán đúng, đó là mẹ của nó. Everything changed for her. Oh, phát giật quá má ơi. Warmth and color and life. Oh my god, tí nữa mình phải chỉnh lại cho game thôi, giật vai trưởng. Complete. Mà hoa anh đào đẹp đấy. She told me that one day I'd meet someone special, just like she did. Someone who would cure me, fix me, save me. Okay. I've spent my entire life waiting for that day, dreaming of the moment when I'd meet the person who would complete me. It was the only thing for me to look forward to. Sure. It was my only reason to live. Yeah. And okay. Then, one day. Anh râu kẽm. Hello my friend. Your wife. I found him. Yeah, chào em gái anh nè. Anh. When I met him, something changed inside of me. Mình không thể nhịn được. My world was filled with color and light. Con này yêu cái râu kẽm. For the first time, I felt warm. I felt complete. I felt alive. Mà đâu phải sao mình mà không cơ. From the cold, gray, empty world I've been trapped in. He is the one I've been waiting for. The person I want to spend the rest of my life with. Yêu từ cái nhìn đầu tiên. But râu kẽm. Someone is trying to take him from me. Ooh, okay, con bé nó cũng cu te nha. Oh, fuck. Okay. She wants him, but not in the same way that I want him. She could never appreciate him the way I do.
She doesn't deserve him. He belongs to me. Phát bắt đầu nhạc vãi nha. I have to stop her. Even if it means hurting her. Even if it means killing her. There is nothing I won't do for you. Oh fuck. I won't let anyone come between us. Okay, tóc còn ghi nhìn kỳ vậy. I don't care what I have to do. I don't care who I have to hurt. Chắc cái này mình phải đặt 18 cộng rồi. I have to spell. Địt mà cái đầu của nó kìa. I won't let anyone take him from me. Nothing else matters. No one else matters. Mình hiểu tại sao. Will be mine. Ok, khi mà video này lên mình sẽ để thẳng 18 cộng luôn rồi nữa. Ai dưới 18 cộng thì làm ơn ra khỏi đây. He doesn't have a choice. Game này nhìn ghê hơn mình tưởng nha. Da gà mình nó nổi. Hey. Do I know you? Tao có biết mày không? I saw you stalking an upperclassman today. Tôi thấy cô đã theo dõi cái một người lớp trên hôm nay. I'm sorry. Xin lỗi. There must be some misunderstanding. Một con bé này nó khá là bình tĩnh nha. Xin lỗi, có vẻ như cậu nhầm rồi nha. There's no need to play dumb with me. I'm trying to help you. Want some information about the girl he was with? Không cần phải giả ngu đâu. Tôi cũng giúp bạn. Con muốn biết thông tin về cái cô con gái mà cậu ấy đang ở gần không? Tôi đang nghe này. Her name is Osana Najimi. Osana Najimi. She has a crush. Ok, con bé này mình hao hao giống mì cu nha. She's planning to confess to him next Friday. Dạ con nhỏ. Underneath the cherry tree behind the school. Con bé nó đang định thảo luận tình cảm vào thứ bảy tuần tới dưới cái cây hoa anh đào ở sau trường. There's a myth that if you confess your love to someone underneath that tree, the person you confess to can't refuse. Vậy là cái đó là truyền thuyết về ngôi trường, nếu như thổ lộ tình cảm ở sau ở dưới cái cây đó thì cái người được thổ lộ sẽ không thể từ chối. Why are you telling me this? Tại sao cậu lại nói với tôi về điều này? I would be happy if something. Tôi sẽ vui nếu như có chuyện gì xảy ra với Osana. I think you might be the right person to give her what she deserves. Tôi nghĩ rằng cậu chính là người có thể cho cô ấy sự xứng đáng. Who are you? Cậu là ai? Have you ever heard of Infochan? Yeah, tôi nghe rồi, tôi nghe ở trên mạng ấy. An urban legend about a girl who vậy là mình đoán đúng nha. Sells their dirty secrets to the highest bidder. Về cái con nhỏ, con con gái có thể hack vào mọi người. Nếu vậy là mình đoán đúng, cái con nhỏ đó mình đoán đúng nha. Con đó nó hack vào cái thông tin cá nhân của mọi người trong trường và bán nó cái giá nào đó. That's just the tip of the iceberg. Đó chỉ là một cái mảnh trên nữa. I sell a lot more than just blackmail. Tôi còn bán rất là nhiều hơn, thứ hơn nữa đấy. Are you trying to tell me that you're Infochan? Do you really expect me to believe that? Cậu nghĩ rằng tôi tin nó cậu à? I've installed an app on your phone. Take a look. Đù, nó tải app lên máy mình luôn. Xem đi, vãi thật. Nó tải app luôn rồi. Ok, quẹ, mình nhấn rồi mà sao nó không hiện? Ok. Hello. How did you do that? Sao cô làm được như vậy? That's not something you need to be concerned with. Cậu không cần quan tâm về điều đó đâu, nhỏ nhặt đó. If you do a few small favors for me, I can offer a wide variety of services that should help you eliminate Osana-chan. Everything you need to know is in that app. Ok, nếu như tôi cho cậu một ít mình giúp con nó một vài thứ thì nó có thể cho mình cái service và nó sẽ những cái item có thể giúp mình loại bỏ con Osana và những thứ mọi thứ mình cần thì ở trong and cái app đó. I don't okay. want anything to do with you. Nếu như tôi không muốn thì sao? If you're not interested nếu như cậu không muốn thì I won't take it personally. Tôi sẽ không. Feel free to ignore me. Ok, vậy là nó sẽ không quan tâm, nó sẽ không làm gì hết. But don't ignore Osana-chan. Nhưng mà đừng có you bỏ qua Osana. One week until she confesses to cậu có khoảng một tuần đấy. Nếu không là cậu mất đánh mất senpai của bạn này. Make her suffer. Bắt cô ta đau khổ đi. Ok, cái con nhỏ này ghê vãi. Monday, ok. Thứ 6 nhỉ, deadline à.
Ok, mình có khoảng thời gian là 1 tiếng mấy để mình chơi game này trong khoảng 1 tiếng mấy coi thế nào ha. Nên là mình không biết phải edit game này như thế nào đây. Cũng có khả năng là hơi khó. Bởi vì game hơn 8 năm rồi. Ok, mình di chuyển xã, ok. Vậy sao con chuột của mình quách? À rồi, ok. À đây. Thay quần lót. What the hell? Ok, quay lại nào. Ok, game này 18 cộng chắc rồi. Mình phải ghi nhớ điều này rồi. Ồ, mình có thể skip cool vào ở nhà. Ok. Nhạc hay ấy chứ nhỉ. Anime. Xem anime theater để học cách giết người. Ok, coi thôi. Coi nào. Sao giống Death Note vậy? The young woman struggled to calm her trembling hands. She could barely maintain a grip on her pen. Cái này chắc mình phải nhờ Phước Béo dịch thôi chứ sao mà mình dịch được. Bây giờ mình đang muốn làm cho nhanh. Thôi Phước Béo chịu khổ tí nha. Steady, Yamako. You can't afford to screw this up. Once her pen touched the paper, she would only have 60 seconds to achieve her goal. That was one of the rules. She knew exactly what she wanted to write down. She had rehearsed it a dozen times on a spare scrap of paper. Each time, she just barely succeeded in finishing within 60 seconds. Oh. No more stalling. It's now or never. She took a deep breath and began to write. Asuka Seto will obtain a pipe wrench, a power strip, and a screwdriver. She will use the wrench to loosen the nearest water pipe and create a puddle of water. 30 seconds remaining. Her time was running out. She will place a power strip in the puddle and use the screwdriver to expose the wires. Then, she will activate the power strip and stand in the puddle. The moment she finished writing, the ink on the notebook turned blood red. This meant that her 60 seconds were up. And it also meant that the command was in effect. Oh, cái giọng của ông này nghe hay nhỉ. Several kilometers away, at the Tokyo Metropolitan Police Department, a young policewoman, in the middle of a conversation with her colleagues, abruptly stopped talking and left the room. She walked to the nearest storage closet and obtained a pipe wrench and a screwdriver. She carried out the actions that Yamiko had. Oh, giống Death Note nha. And when she stepped into the puddle, ooh, she screamed in pain as thousands of volts of electricity ran through her body, fatally electrocuting her. She was dead before her body hit the ground. What have I done? It was the first time Yamiko had used the notebook to kill an innocent person. In the beginning, she only intended to use the notebook to rid the world of evil. She targeted violent criminals, child molesters, and so forth. Có nghĩa là con này muốn dùng cái này để đập để trừng trị những kẻ xấu rồi gì mà ai về giết người thường. Were too suspicious to be overlooked, and so an official police investigation had begun. Detective Seto had come too close to figuring out that Yamiko was the person responsible for the mysterious. Thằng thám tử Seto này ghê vậy. I'm not the bad guy here. She had to die. If I didn't kill her, she would have exposed me. And then I wouldn't be able to keep fighting evil. Yamiko felt as though the room was spinning around her. She desperately tried to convince herself that her actions were justified. I did what I had to do. It was the only way to continue fighting evil. The world needs me. I need to keep using the notebook because this world is a rotten mess. It really needs to be cleaned up. Life Note, Episode 7, End. Ok, đó là Life Note chứ không phải là Death Note. Đã khác với ai ở bạn anime hả? Ok.
mình học được một cái gì đó thật là thú vị. Để mình coi cái này là gì đây. Sen, điện thờ của senpai mình. Baba Boy. Oh. Đây là ảnh photo của người yêu mình senpai. Và mình yêu anh ấy rất nhiều. cái râu. Cái râu là mình buồn cười vậy. Ok, lên trường thôi. Mình chạy được, ok. Bạn có thể đến trường, thao vì mình có cả tầng hầm nữa hả? Đồ, cái nhạc thay đổi ghê thế. Vậy là cái chỗ này mình sẽ tra tấn. Mình nghĩ cái chỗ này mình sẽ tra tấn người ta quá. Yeah, cầm cái chổi đút vào mồm nó, rửa sạch cái mồm nó luôn. Ồ, mình có cả giường luôn nè. Thôi, đến trường. What the fuck, mình có thể mang theo đồ. Ok, mình có thể cầm cái kéo, cái bot cutter và shield driver. Mình có thể mang đi hả? À không, mình nhận ép để đi đến trường luôn. Có nghĩa là mình không cần mang. Ok, ok, mình không nhìn thấy cái này. Bây giờ mình giggle. À, mình có thể cười hả? Wow, nhiều thứ mình phải cập nhật vô não mình. Chứ không là mình không biết như sao đây. Ok, nó không giật cho lắm. I'm sorry. If it bothers you so much, maybe we should stop walking together. Oh, mình có thể làm vậy hả? Ok. No, that's not what I. Oh, anh râu kẻ, anh thật đẹp trai. Just forget it, okay? Anyway, I want you to meet me on the school rooftop at lunchtime. Got it? Huh? Why? Stop being so difficult. Just be there, alright? Don't keep me waiting. Okay, okay. I'll be there. Cái đầu kìa. Ok. Đây là con bé này à. Ok, mình không có đồ gì hết. Hello. Hello bé. Nói chuyện với bé được không? Cô ấy đang bận. Oh, cái gì vậy? Osana, don't you think you were a bit harsh? Oh, mình có thể spy ở đây luôn hả? I know. I feel so bad about it. Nhỏ này là ai vậy? But I didn't do it on purpose. It just happened. Every time I think he's about to realize how I feel about him, I get afraid he'll reject me. It makes me feel so scared. I start saying stuff to make him think I don't like him. Why do I have to be this way? Why can't I just be honest with him? Bởi vì bé là tsundere. Get yourself up over it, Osana. It'll be okay. Bởi vì bé là tsundere, tsundere, tsundere. Nếu các bạn không biết tsundere là gì thì các bạn có thể lên mạng và tra. Mình thì hiểu con đó là tsundere là cái game cũng khá là mượt. Khá là mượt, để mình chút ha. Ok, mình có thể dạy hả? Ok. What the fuck, cái gì đây? Là sao? Là sao? What the fuck, mình lại... Ok, mình có thể làm cái trò này nữa. Ok. Ok, xây cái đó lại đi. Mình không biết tại sao mình lại làm cái điều đó nữa. Bạn có thể chụp hình hả? Bạn có thể... có nghĩa là mình chụp hình cái người mình cần biết và cái thông tin của người đó sẽ hiện lên. Ok, mình hiểu rồi. Có khoảng 89 học sinh ở trong cái ngôi trường này. Đù mà nhiều vãi chưởng. Ok, bây giờ có rất là nhiều thứ phải nạp vô cái bộ não nhỏ nhoi của mình. Đầu tiên mình sẽ lưu game trước nha. Oh my god. Mình phải học hết cái đống này hả? Thôi, để cái này mình sẽ đọc sau. Bây giờ mình muốn chơi game. Chứ Mỹ cái phần đầu tiên mà bắt Mỹ học một đống thứ này sao Mỹ chịu nổi. Ok, mình phải làm gì trong ngày đầu tiên nha? Bây giờ mình phải loại bỏ nó hả? Thì kiếm cái vũ khí rồi đâm chết mỡ thôi. Ok, trường khá là đẹp. Bây giờ cái mục tiêu của mình là con nhóc này. Vậy mình phải làm gì hả ta? Để mình đi xung quanh được ra. Wow, mình có... Holy fucking shit, cái mẹ gì thế này? Oh my god, mình đang ở đâu vậy? Đây, mình đang ở góc này. Mình có thể...
Oh fuck. Mình bật cười hả? Mình về mình có thể cười hả? Oh, những game là mình có thể được như vai. Ok. What the fuck, cái dây gì vậy? Oh, đừng có nói là đó là dây sợi chỉ đỏ nhá. Mình có thể cười. Vậy là mình có thể cười được như vậy hả? Ok. Oh fuck, nhiều thứ. Oh fuck, nhiều thứ mình phải nạp vào đầu quá. Mình phải... Từ bây giờ mình phải làm cái gì? Thường thường game phải có chỉ dẫn cho để mình làm cái gì chứ. Bây giờ đùng cái vô game mình không biết làm cái gì đâu. Mình phải làm cái gì vậy? Mình phải làm cái gì? Từ mình phải làm cái gì vậy? Mình đang làm cái gì trong game này vậy? Mình cần... Cái gì đây? What the fuck, mình có thể núp ở đây à? Ok, xin nhiều. Rồi bây giờ mình có nhiệm vụ không? Ít nhất phải có nhiệm vụ cho mình chứ. Hay là mình phải thích làm gì mình làm đúng không? Bây giờ mình thích làm gì làm đúng không? Ok, đây là đâu đây? Ok, yeah. Mới ngày đầu tiên thì đã có thanh niên bị điên mẹ rồi. Ok, anh ấy lại quay rồi đó, anh ấy xoay tiếp. Mới ngày đầu tiên thì có thằng điên mẹ rồi. Oh, wow, cái gì đây? What the fuck, tụi này tụi bay mê waifu à, sao lại làm cái robot waifu thế kia? Oh, nói thật với các bạn là mình không biết mình phải làm cái trò mèo gì cái trong này game này luôn. Hi senpai. Hello anh rau kẽm. Oh, tim mình đập nhanh thế. Trời, cái mặt con nhỏ kìa. Hey. Hello. Yeah, mì ổn. Guys with tans, but what else do you like to see in a guy? Can I? Yeah, em hơi lạnh. Ôm em đi. Something wrong? Ôi trời, cái mặt con nhỏ. Ôi trời. I'm a little concerned. Okay, kệ. What? Excuse me. Would you please stop doing that? You're scaring me. What? What? I can never face him again. Là sao? What? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mày cần lời giải thích. Mày vừa làm gì vậy? Mày chỉ có nhìn mặt, nhìn vô mặt đối mặt với senpai một cách dâm dục, một cách dâm một tí thôi mà. What? Là game over rồi đấy hỉ? Cái sao cái nút này rung dữ vậy? Ồ, cái tiếng nó im lặng. Ok, mày có nên nhấn không? Đây, mở đầu game mà mình có biết cái mẹ gì đâu. Snap theo tiếng Anh có nghĩa là trở nên điên loạn. Mình có nên nhấn không? Thôi chắc bỏ sau đi. Bây giờ mình không biết. Reset đây, ok, reset đây. Bây giờ mình không biết mình phải làm khỉ gì trong game này cả. Và mình chỉ có một tiếng để chơi game thôi. Ok, từ mình... Ok, kể tụi nó đi, bởi vì mình biết tụi nó nói gì rồi. Ok, như để mình tập, để mình tóm gọn lại game. Coi game nó bắt mình loại trừ cái người đối thủ đúng không? Vậy mình phải làm gì để loại trừ? Giờ để coi nào, mình có cái cách nào để loại trừ không? Oh, ok, bây giờ mình mới ra thử cái màn menu. Và nó ở đây nó có một số thông tin mà mình cảm thấy khá là thú vị. Là nó cho mình hướng dẫn tận tình luôn để cách mà... Đấy, ok, bây giờ... Cái nào cũng... Gì, cô gái giàu hả? Ok, ở đây mình có cái... là cái gì... trở thành bạn. Giết bạn, trở thành bạn. Hoặc là phản bội bạn. Bắt nạt bạn. Đốt cháy bạn. Ném vật từ trên cao xuống và đè chết bạn. Gì đây? Úp mặt vô bồn cầu và chết hả? Rồi giật điện, ok. Có rất là nhiều cách để mình hạ một người. Ok, cái này là đuổi học. Fan hả? À, cho người khác giết. À, không phải. Cho... À, đẩy con này vô cái máy quạt và để giết. Ok, ghê, cái đó là đẩy vô chỗ chết á.
Đổi lỗi hả? Đổi lỗi, ok. Còn cái này bắt nạt. Không phải. Bắt cóc. À ok, còn cái này là kiếm người khác cho nó. À, murder suicide. Murder suicide là gì? À, kiếm một đứa khác và giết hộ dùm hả? À ok. À, chết vì độc. À, chết vì hồ bơi. Ok. Rồi cái này chắc chắn là mình đẩy nó từ trên lầu xuống rồi. Còn này là gì đây? Reject. À, làm cho senpai ok, đó là làm cho senpai không có thích thú gì với con đó nữa. Tự sát. Ok. Trở nên điên loạn và giết hả? Trở nên điên loạn. À ok. Headhunter là dismember at 10. Là sao? À, và ai mình phải chặt xác người ta ra 10 đứa, chặt xác 10 đứa. Thôi cái gì? Nữ hoàng của quân chip hả? Phải là cô gái giàu và weapon master. Ok, mình không. Ok, bây giờ mình nghĩ mình sẽ thử cái này coi nè. Trở thành befriend hả? Có thể mình có thể trở thành bạn với con nó hả? Ok, bây giờ nó có một nhiệm vụ có sẵn thì mình sẽ dễ hiểu hơn. Mình có thể trở thành bạn. Ok, mình để mình tìm cách coi là cách nào để trở thành bạn của con nhỏ đi. Bởi vì mình không muốn giết ai cả. Mình là một con người lương thiện, mình không muốn giết. Ừ, vậy thôi. Ok, để vô coi thử xem ha. Ok, tụi này im lặng rồi, tụi nó bị bung rồi. Mình chỉ có lát lại ghê nữa luôn rồi. Rồi bây giờ mình muốn trở thành bạn của con nhỏ thì làm cách nào để trở thành bạn của nó hay sao? Mình hiểu cái cách này. Ok, chỗ nó bị vùng luôn rồi, chỗ nó đứng im như tượng luôn rồi. Ok. Ấy, sao con nhỏ cái đứng kiểu đó vậy? Đâu bé, bé làm gì ở đây vậy? Bé đang làm gì á? Cô ấy đang bận. Ok, đang bận với sự kiện đó. Ê, mấy đứa này bị điên à? Di chuyển cái coi. Ê. Rồi được rồi. Mình nghĩ là mình đã làm được cái gì đó. Ok, tụi nó di chuyển rồi. Nói chung là mình không biết làm gì nên giờ mình cứ theo dõi thôi ha. Mình sẽ gặp các bạn sau nếu mình tìm được một cái gì đó thú vị. Ok, bây giờ lại thêm cái vụ này nữa. Ok, ma. Really? Oh my god. Tụi bạn có thôi đi không? Ok, giờ mình lại làm gì đây? Giờ mình muốn làm bạn với nó nhưng mà có vẻ như não nó bị sao rồi các bạn ạ. Mình không thể làm gì được. Khoan, mình có cái gọi là bad time này, để mình thử coi. Đứng đến 8 giờ coi sao. Đợi đến 8 giờ, ok, begin. Oh my god. What the fuck, tụi mày làm cái gì vậy? Đang đợi đến 8 giờ đấy. Oh my god. Con kia nó vô lớp rồi, còn con này thì con này lại ra ngoài. Cái game gì đây? What the fuck, thằng kia thằng nào vậy? Thằng đút kia thằng nào vậy? Còn hai đứa này, trời ơi, nó tám miết từ lúc đó tới giờ luôn. Nó không vô học nữa, đứng nó tám. Còn con kia thì mấy game này hài vãi. Mới thiệt là game này như một trò đùa vậy. À, ok, đùa vậy đúng rồi. À, mình nghĩ nó bị bung rồi nên mình phải quay lại game thôi. Trở lại game rồi, reset ở đây. Yes. Maybe I shouldn't do this. Oh. Why doesn't like it? Don't worry, I'm sure he's going to love it. I hope so. I just want to make him happy. You will. Come on, let's go hang out. Ok, vậy đây là hộp bento của hai đứa. Ok, coi tụi nó còn đi đâu đây. Mình có thể ngồi đây hả? Đến giờ học. Ok, mình có thể ngồi đó chút nào. Để nhưng mà mình giờ mình cứ đi theo nó đã. Chứ thật chất mình chả biết làm cái gì cả. Oh, I think it's hot and the guy has a ponytail.
can tell, I think boys with glasses are super cute. Mm. And if a guy has piercings, I just Okay. Don't get me wrong. Looks are everything. For example, I can't get along with someone if they're dumb as a rock. So really the most important thing is intelligence. Oh, and he has to love cats. If he's a dog person, where can we be? Ok, mình mường tượng được một cái gì đó rồi đó. Và có nghĩa là đó là một cái gợi ý để mình có thể giúp con này kiếm một đứa bạn trai khác chứ không phải là senpai của mình. Đây, mình chỉ biết nhiêu đó thôi. Selfie không mấy trẻ? Selfie không? Selfie không? Selfie! Selfie! Từ từ. Yay, quá đẹp. Tao không hiểu mày đang làm gì vậy. Chụp hình con bé này nè. Ok, dưới. Ok, con này nè, Love Stuck Taro Yamada, không có cục, rất là yếu. Ok, con bé này rất là yếu. Thú vị. Con nhỏ này mình... Ủa, thằng thanh niên này sao cứ đứng gần con này? Hiểu rồi. Mị hiểu mà. Mị hiểu. Mị hiểu. Nói chuyện được ra nè. Ủa sao mình không nói chuyện được với nó? Nó cứ hay đứng gần con nhỏ đó nên mình đoán là nó thích con nhỏ đó. Nè nè. Do you think I'm doing something weird? I swear, it's not what it is. Don't jump to conclusions. I can explain. Chú thích con nhỏ đúng không? There's this girl. Sometimes we're in the same place at the same time, and sometimes I look in her general direction, but I'm not stalking her or anything like that. Honestly. Okay, chú thích con nhỏ đó đúng không? Mày biết. No matter how you look at it, I totally seem like a creep, don't I? Please, don't tell anyone about this. I'm not a bad guy, I'm just... good at talking to girls. Ok, vậy là thanh niên này thích gì đây? Một nhiệm vụ cho Rio. Cái quần què, mình đang nhìn cái quần què vậy vậy. Coi thằng này thích cái con nhân vật chính. Bạn cần phải nói chuyện với cô ấy. Oh, con nhỏ. Thôi. Cứ chấp nhận đi. Để thôi. You think she and I would make a cute couple? You want to help me? Yeah. May mà mình skip được. Từ từ, con nhỏ đâu rồi? Osana, where are you? Rồi, thấy rồi. Nó bên này. Ô, con nhỏ này đang start nè. Ok, để con nó nói gì. Rồi, ok. If you don't stop bothering me, I'm gonna call the cops and... Wait, are you serious? Okay, fine. Ôi, mình học được một cái gì mới kìa. Look, this is a bad time for me. We'll talk about this later. Just don't do anything rash, okay? Oh, okay. Ra là vậy à. Why did something like this have to happen? Xong chưa? Từ từ. Hình coi. Từ từ, cho mẹ hình. Ra ngoài đã. Ok, hình như cục kích vậy. Từ từ, nói chuyện với con nhỏ là nói chuyện cái. Cô ấy đang bận. Yeah, mẹ biết đang bận rồi, nói chuyện con này được không? Cho mẹ nói chuyện với ai cũng được. Mẹ muốn nói chuyện với Nhu. Is everything okay? No. But I'm not sure if I should say anything yet. I need some time to think. I might be ready to talk about it when classes are done for the day. Somewhere private. Maybe a rooftop? Behind the air vents? Oh. I'll wait until you're ready to talk. Would you like to take a stroll around the school to take your mind off of it? You still haven't joined a club yet. Maybe we can check out the club rooms. Yeah. That sounds nice. Sure. Let's do it. Ok, vậy là mình biết là con nhỏ này nó sẽ đi đâu đó. Nói chung là mình cứ đi theo nó đã, do mình không biết phải làm gì cả.
Và mình học được một vấn đề là con nhỏ này đang hình như đang bị tống tiền nha. Nên mình phải có cái cách nào đó để giúp nó để không bị tống tiền chứ, đúng không? Giờ mình đi theo nó là do mình chưa biết làm cái gì cả. Ok, mình vừa học một điều là con nhỏ này thích nấu ăn. Nó vừa đứng ở đây nó nói chuyện nấu ăn và mình quên bật cam. Sorry các bạn ơi, các bạn. Đang giới thiệu. The people in this club are kind of, well, I don't want to sound but they're just not my crowd. Drama club. Drama. Có nghĩa là hội nhạc kịch hả? Ối, đồ kìa. Fuck, mình cầm được à? What the fuck is this? What the fuck? Cái gì đây? What the fuck? Mình cầm được con chéo đây hả? À, sorry. Không có gì đâu. Chỉ là một cái đao thôi. Nghe không có gì đâu, chỉ là cái đao thôi. Nếu có cái mẹ gì đâu. Nhìn thấy cái đao của mình mẹ rồi, má trời ngu rồi. Thôi. Oh, phát con nhỏ nó lụm lên kìa. What the fuck is this? Nó cầm. Ok, Osana nói chuyện với bé tí nào. Ủa, mình nói chuyện với nó này. Ok, ok, ok. Now that you mention it, yeah, there is something I need help with. I lost my phone charm. It's in the shape of a cat. Con mèo hả? I know that I lost it somewhere in the hedge maze, but I don't want to go back in there. What the fuck? It's scary. I'm worried I'll get lost and be stuck in there for hours. I feel bad for asking, but would you be willing to go into the hedge maze and get my phone charm for me? Lại thanh niên kia, what the fuck? Ok, con nhỏ này là mất cái... gọi là mất cái móc chìa khóa ở trong cái mê cung và con này sợ nó không dám vô nên mình phải đi kiếm cho nó. Ok, bây giờ mình là bạn của nó thử coi. Yeah, ok, mình sẽ đi kiếm đồ cho, nhưng mà nó nằm ở đâu vậy? Mình nghĩ what, có hai cái mê cung hả? Đi hết qua đồng này là sẽ có một cái mê cung ở bên này. À đâu, mê cung dưới đây chứ, mình ngu vãi. Fuck, nó xa thế. Xa vãi cái trưởng luôn. Ok, mình sẽ xuống đó ha. Các bạn chờ mình tí nhé. Ok, mình kiếm thấy rồi, chú cha mình. Ok, nói chung là mình kiếm thấy rồi. Learn about feel about cat. Gì, mình học được ý nghĩa về việc thích mèo hả? What the hell? Ok, nói chung là mình đã đi ở trong đây khá là lâu và mình cứ phải nhìn bản đồ liên tục bởi vì mình cũng hay lạc đường trong mê cung như vậy. Nói chung là kiếm được rồi. Rồi bây giờ mình ra ngoài mình đưa cho nó ha. Mình đang muốn làm bạn với con nhỏ mà bây giờ nó ở đâu nữa. Bây giờ mình mặc senpai. Ok, mình đi chụp mặt senpai thôi. Senpai ơi. Có vẻ như bây giờ là giờ vô lớp rồi, mình thấy mọi người bắt đầu đi vô lớp hết rồi nên mình nghĩ mình sẽ phải vô lớp thôi. Con nhỏ này có nó vô lớp rồi. Nhưng mà senpai mình đâu? Từ từ, senpai đâu đã? Từ từ, senpai ở học lớp nào ấy? Senpai ơi. Senpai ở trên. Senpai ơi. Senpai. Senpai. Cho mẹ chụp hình senpai đâu rồi, senpai đâu? What the fuck? Sao lại? Đó đâu phải senpai. Quay my senpai. Senpai của mẹ đâu? Senpai mẹ đi đâu rồi? Mình cũng không xuất hiện trên bản đồ luôn, mình bị lát con mỏ nữa rồi. À, mình đang ở tầng trên mà. Đúng rồi. Đây mẹ đây rồi. Senpai của mình đang ở trong class 3.2. Rồi ok. Bên này hả? Chụp hình mặt senpai cái rồi chạy thôi, không có gì đâu. Đây rồi, senpai của mẹ đây rồi. Cho mẹ chụp hình cái phát thôi. Đó, đừng để mày, mày chỉ muốn chụp hình senpai của mày thôi. Bắt. Không đúng à. Ok, Rồi. Ôi, má, nó cũng không tính kìa. Nó phát. Chụp hình phát. Rồi, đẹp trai. Oh, sao lại không tính, what the fuck. What the fuck, sao nó lại không tính. What the fuck, không tính kìa. Cái mẹ gì vậy? Ok, nó vì một lý do nào đó nó không tính nên mình sẽ chụp hình senpai của mình xong rồi bây giờ mình về lớp đi ha. Quên, trả đồ nè. Đến giờ vào lớp, ok, trả đồ cũng được, từ từ. À, vậy mình có thể học và 5 điểm. What the fuck, mình không biết học cái gì hết nhưng mà mình sẽ học education, có nghĩa là nó sẽ làm tăng sức khỏe cho mình. Bởi vì bây giờ mình không biết làm cái gì cả, mình không biết học. Ủa, mình nên học về não chứ nhờ. Okay, Osana. It's time.
time. Sao vậy? Từ từ, coi có chuyện gì đang xảy ra hả? Do what? Mà mẹ có đồ cho bé nè. À, nó cho senpai ăn hả? À? Ok, từ từ, mẹ có đồ cho bé. Từ từ, mẹ có đồ cho bé nè. What the fuck? Bây giờ nó không cho mình. Ok. Hình phát ra. What the... Chụp hình tụi này khó vãi chưởng. Rồi senpai mẹ đâu? Quay mày senpai. Ở khoan, nó kêu là nó ăn ở trên. Ô, oh, xin lỗi, ở, ai vậy? Ai vậy? Tự nhiên đẩy mình ghê vậy? Mình tỉnh chứ, à, chị. Em có làm gì chị đâu. Oh, what the fuck. Làm cái mẹ gì mà làm sợ vãi chưởng. Bây giờ tụi nó hứa sẽ ăn cơm ở trên lầu nhỉ. Để coi nè. Senpai của mình chắc cũng ở trên này. Yeah, senpai của mẹ. Yeah, senpai ơi. À, anh cười tươi lên. What the fuck, con nhóc này. Bố mẹ đang chụp senpai. Yeah, ở đồng rồi. Để tỉnh à. Ở được, nở. Nó không tính senpai của mình kìa. What the fuck. Yo. Này, chụp đợ. Sao nó lại không tính? What? Hay là mình nó nằm trong danh sách của mình rồi nó không tính. What's this? It's a bento, stupid. You made me lunch? Một đứa bên phải, một đứa bên trái. So you can have the extras. Sao mặt tụi nó nhìn hoảng, nhìn có vẻ hoảng á nha. Đi mà ăn đi, ok. Một đứa bên phải, một đứa bên trái, nhìn cái mặt vãi thật. Cầm nắm à. Đồ, thanh niên này đào hoa phết. Nhưng mà cái rau kẽm của anh vãi đấy nha. Wow, this is delicious. Really? You like it, senpai? Senpai. Yeah, it's great. Đừng. That's right, you should be grateful. But don't expect me to keep giving you free food. Ok, tundere vãi. Bye. Where's that? I didn't say anything. Dummy. À, đến giờ này mình cũng phải ăn cơm chó các bạn à. Phải ăn cơm chó thì nó mới Ok. Ok, giờ hai tụi nó ngồi ăn rồi hả? Ok, cái con nhỏ ngồi đây sao rồi? Để mình nói chuyện với nó thôi. Gossip goodbye, gossip socialize. Để mình chuyện mà nói được à? What the fuck? Mình không nhấn chữ E được. À, nói về cái gì hả? Drama hả? Xa cũng được. Ok, giờ con nhỏ không thích drama. Gossip thì coi. À, gossip. À, gossip là vậy hả? Gossip. Mà mình thử gossip vào Osana thử coi nè. Để coi nè. Gossip thử coi. Gossip của nó về mèo hả? Mèo, mình nhớ là mèo hay chó. Mèo. Hey Raibo, bạn có biết là nó rất thích là ship mèo không? Sao cũng được. Ok, con nhỏ này. Vãi. Sao cũng được. Ok, để mình nói chuyện với con nhóc này được rồi không ta? Ơ, mình nói được, rồi. Trả nhiệm vụ cho bé. Trả nhiệm vụ. Oh my gosh, you actually found it. Wow, that's amazing. Thank you so much. Yes. Yeah, hoàn thành. Hoàn thành rồi sao? Mình có thể add xin lỗi và socialize hoặc gossip. Sử socialize về. Oh, đó mình biết về nó là cái này nè. Mình nói về. Nói về con mèo, yes. Tôi rất là thích mèo. Ừ, tôi cũng vậy, yeah. Mình biết con nhỏ nhỉ. Để mình nói tiếp qua được không nhỉ? Gossip hả? Gossip. Gossip về Tairo hả? Không, mình không có gossip. Xin lỗi, không có gì đâu. Rồi bây giờ mình phải làm gì đây? Mình phải làm cái gì đây ta? What the hell, bây giờ nó chỉ mình đi thẳng về nhà. Có nghĩa là giờ về á hả? Tan học rồi hả? Really?
Mình hoàn thành xong tát rồi, mình phải làm cái gì? Đi về à? Oh fuck. Chắc là đi về hả? Về. Really? Đi về thôi. Ayano đi về nhà và cô ấy không... Ok, nói chung là nó đi theo con thằng nhóc senpai. Đến khi nó về nhà an toàn rồi nó mới chịu về nhà. Wow. Ok, hello. Thì chúng ta có gì đây? Scoutboot chứ không phải Facebook hả? Yankot chứ không phải Discord hả? Stop. Ok, này cũng Facebook luôn. Ok, vậy chúng ta có Yankot là cái gì? Who are you? Celeste 2005 đang nhấn. Oh my god, hi, đây. Cậu là người đầu tiên gia nhập với tôi đấy. Tôi đang lo lắng rằng không có ai chịu vào đây và tôi rất là vui khi gặp. Vui khi có một ai đó là fan của Moonlit Wario Selena. Ok. Tôi vào đây thì khi mà nhấn vào random server. Thật nói thật lòng thì tôi không thích điều đó lắm. Tôi không hiểu nó là gì nhưng mà nghe chán bãi. Ok, mình phải tôi chỉ vào đây và những random. Vậy thì cậu không biết gì về vào đó hả? Thật ra thì tôi rất là ngạc nhiên khi game nó không cần phải có người quan tâm lắm thì có thanh niên là chắc nhiều vãi. Ok, I don't care. Giờ biến thôi. Biến. Do mị không rõ lắm. Thôi nào, đừng nghĩ. Sợ thanh niên nó vẫn cố gắng kéo mình. My god, nó chát nhiều vãi. Nó chát nhiều vãi trưởng. Tha tao đi, làm ơn. Cho tao ra. Ok, nó biến rồi. Mặc dù mình chỉ muốn thoát. Nó vẫn... Nói chung là thằng thanh niên nó vẫn kiểu như là vẫn trả lời mình chứ không có trốn hay cái gì hết. Rồi mình coi tiếp nè. Mình có stop. Stop là cái này. Ok. Và mình có ship là Noyama Shopping. Ok, mình mua đồ hả? Sao mà lắm đồ tường vậy? Cũng khoảng 10 đô. Và trong đây cái mẹ thì cũng đắt vãi trưởng. Mình có thể đổi màu tóc à. Ok, mình lên trường thôi. Mình chả biết phải làm cái gì cả. Ngủ. Mình muốn ngủ. I want to sleep. Yes. Ok. Vậy là bây giờ hiện tại mình đã chơi game này hơn một tiếng rồi. Nếu các bạn thấy trong vòng có 15 hay 20 phút thì đó là điều đơn giản bởi vì mình cắt gần hết rồi. Game này mình đã chơi gần 1 tiếng rồi. Bây giờ có một vài vấn từ mình vậy là mình có thể làm rất là nhiều thứ khi mà mình có. Bây giờ mình befriend nè, giờ làm sao để befriend nè. Bây giờ làm sao để mình I don't have enough points to afford that. Mình cái này là vào thứ hai hả? Có nghĩa là nó chỉ được ok mình hiểu rồi. Bây giờ mình có thể trở thành bạn của nó nhưng mà chỉ đặc biệt vào thứ hai thôi. Đó là lý do hả? Ok, để mình rồi ok mình hiểu rồi. Ok, mình hiểu rồi thì mình sẽ quay lại reset đây vào thứ hai luôn.